Một bất động sản nằm trên trục đường D1 với lộ giới rộng 52 mét nha quý vị. Vị trí này chúng ta có thể đầu tư, kinh doanh, xây dựng, cho thuê và ở đều đẹp nha quý vị ơi. Vị trí đất của chúng ta có diện tích là ngang 5 sâu cho 30. Vị trí đất nằm ngay đây nha quý vị. Nằm ngay đây ạ. Ngang 5 sâu 30, đất của chúng ta đất ở đô thị full thổ cư. Và từ vị trí đất này chúng ta chạy ra trường Cao đẳng Bình Phước quý vị. Trường Cao đẳng Bình Phước chỉ 400 mét là tới trường Cao đẳng Bình Phước rồi. Và chạy ra 300 mét là tới khu nghiệp 2076 hectare của BKMX. Rồi, vị trí đất của chúng ta đối diện những căn nhà phố ạ. Và vị trí đất này thì chúng ta xây dựng với thiết kế là 1 trệt 2 lầu nha. Đó, chúng ta xây dựng theo mẫu thiết kế 1 trệt 2 lầu. Và cực kỳ đẹp để chúng ta buôn bán kinh doanh. Và giá hôm nay Trọng Thơ chia sẻ tới toàn thể quý hàng, chúng ta nắm bắt để đầu tư giá cực rẻ. Và chúng ta không thể tin nổi có cái giá này nha. 1,2 tỷ cho một nền cực đẹp. 1,2 tỷ cho một nền cực đẹp ngang 5 sâu 30, đất ở đô thị full thổ cư. Đó. Với diện tích này và mặt tiền đường 52 mét này cách đây 3 năm trước thì đã giao dịch 1 tỷ 7, 1 tỷ 8 một nền rồi nha quý vị. Và bây giờ chủ kẹt quá cắt lỗ dám. Giờ bán chỉ 1,2 tỷ thôi. Liên hệ ngay cho Trọng Thơ qua số điện thoại 0962 854 858 để sở hữu vị trí duy nhất trên mặt tiền D1 này. Vị trí cực hiếm ngày hôm nay. Đó, cơ hội cho khách hàng nhanh tay alo cho Trọng Thơ để nắm bắt nha. Hẹn gặp lại quý hàng ở những video tiếp theo.